khí cởi mở, thân thiện. Tại cuộc gặp mặt, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp của Ireland đã chia sẻ thông tin về các dự án đầu tư kinh doanh đã và đang được triển khai, cũng như các ý tưởng mong muốn được triển khai trong thời gian tới tại Việt Nam. Các kiến nghị về cách thức nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ireland đã phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp của Ireland đã tổ chức cuộc gặp với các doanh nghiệp. Qua phần trình bày và trao đổi của các doanh nghiệp Ireland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy nhiều doanh nghiệp Ireland đã có các dự án đầu tư hiệu quả và gặt hái thành công nhất định trong nhiều lĩnh vực tại một số địa phương của Việt Nam. Đối với các nhóm liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp phát thải thấp và nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học hay bán dẫn tại Việt Nam. Đây cũng là ngành mà Việt Nam định hướng tập trung ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ cảm nhận được năng lượng nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp Ireland trong quyết tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh thương mại và đầu tư với Việt Nam trong thời gian tới. Thấy rằng con số 41 dự án đầu tư FDI với số vốn 60,82 triệu đô la Mỹ của Ireland tại Việt Nam như hiện nay là quá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tầm nhìn dài hạn trên, Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Theo đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hydrogen, công nghệ sinh học, y tế, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trước bối cảnh và cơ hội mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú, cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa bởi nội lực dồi dào của mỗi bên cũng như sức sống của thời đại mới, thời đại của cách mạng khoa học công nghệ, sự liên kết, hội nhập sâu rộng trên toàn thế giới. Đối với cụ thể các kiến nghị của doanh nghiệp Ireland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các cơ quan phía Việt Nam luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ireland đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp Ireland quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh với tinh thần hiệu quả, bền vững, trách nhiệm xã hội cao, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội và chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ toàn diện, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi quản trị toàn cầu của Việt Nam. Cùng với sự chung tay và nỗ lực của hai phía, sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai, cùng hướng tới một tương lai phát triển ổn định, thịnh vượng và bền vững giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tọa đàm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và Ireland, bao gồm biên bản ghi nhớ MOU giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Cork Ireland, biên bản ghi nhớ MOU giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Dublin Ireland, thỏa thuận khung giữa tập đoàn FPT và công ty công nghệ Kindred, biên bản thảo luận hợp tác giữa Đại học FPT và Trung tâm Nghiên cứu ADAPT, Đại học thành phố Dublin, thỏa thuận khung giữa Vietjet và Castlelake Aviation.